Kính thưa tất cả quý khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 2. Hôm nay vợ chồng chúng tôi và đoàn đã tới thành phố Ulaanbaatar, thủ đô của Mongolia. Hôm nay bắt đầu đi thăm bảo tàng Thành Cát Tư Hãn ở đây. Đây là khung cảnh ở nơi đây nha. Bây giờ đi thăm bảo tàng nè. Đây là thành phố Ulaanbaatar, thủ đô nước Mongolia. Giờ là đi vào thăm bảo tàng nha. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2023. Tôi đã đi bộ tới bảo tàng Thành Cát Tư Hãn ở thành phố Ulaanbaatar, thủ đô nước Mongolia. À, đây là quang cảnh. Đây là quang cảnh của thành phố Ulaanbaatar, thủ đô của nước Mongolia nha. Hình ảnh anh em đi bộ về sau khi mà đã tham quan bảo tàng viện. Đây là quảng trường và tòa nhà cánh bướm. Đây là quảng trường nha. Và thị sảnh đây cũng như là tòa nhà quốc hội ở đây. Ở đây tòa nhà quốc hội đây. Đó, bây giờ đi về nha. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Hình ảnh dưới phố Ulaanbaatar ở đây. Ở đây thấy có FedEx, tòa nhà cao như thế này và khách sạn. Ở đây cũng có rất là nhiều. Khu vực này là khu vực thương mại ở trong trung tâm thành phố Ulaanbaatar. Ở Ulaanbaatar thì không có xe gắn máy đâu nha, không có xe đạp, chỉ có xe hơi và xe bus thôi. Đó là phương tiện di chuyển ở nơi đây. Nên giàu rằng ít chân nhưng mà đường rất là nhiều xe hơi. Đây là bảo tàng Thành Cát Tư Hãn ở tại thành phố Ulaanbaatar, thủ đô nước Mongolia. Hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2023, chúng tôi đoàn đến nơi đây để đi biết lịch sử hồi xưa của Thành Cát Tư Hãn và đế quốc Mông Cổ lớn rộng nhất thế giới thời đó. Bây giờ đoàn mua vé để đi tham quan bảo tàng Thành Cát Tư Hãn ở đây. Phải mua vé để đi tham quan nha. Còn đây là Superger cũng mệt rồi phải không? Đó, thấy không? Đi nắng là mệt thôi. Một Super Boy với một Super Girl đi nắng là mệt từ người rồi kìa. Đó. Vào trong bảo tàng viện là mát, là khoái ha. Nằm liền này, thấy không? Super Boy kia hôm nay mệt rồi hả? À, không có làm Super Boy nữa hả? À, không làm thôi, mệt chưa? Mệt rồi hả? À. Hai vợ chồng đứng ngay hành lang mà tiến vào bảo tàng của Thành Cát Tư Hãn tại thành phố Ulaanbaatar, thủ đô nước Mongolia. Đằng sau tôi đó là hình ông Thành Cát Tư Hãn đó, để một nơi rất là trang trọng. Và bắt đầu đi tham quan bảo tàng viện Thành Cát Tư Hãn. Cầu thang đầu tiên lên là đã thấy hình ông Thành Cát Tư Hãn đó, ông Thành Cát Tư Hãn đó với bức tranh của ông rất là trang trọng ở chỗ này.
Hai vợ chồng mình vào trong bảo tàng thành các tư hãn ở tại Ulaanbaatar, thủ đô nước Mongolia. Đằng sau mình đó là tượng thành các tư hãn khi còn trẻ đó, bắt đầu cầm quân đó. Rất là anh dũng. Mình đi xem nha. Mọi người đang xem thước phim Đế quốc Mông Cổ ngày càng mở rộng như thế nào. Đó, Kiên đang được nghe lịch sử đây. Nhưng mà đây là lịch sử bằng hình, cũng dễ hiểu. Đó, tới cái giai đoạn mà gọi là bắt đầu là khận lại ở Trung Quốc, vượt qua thành Tương Dương, là chiếm lấy cả Trung Quốc, nhưng mà tới Việt Nam là bị ngưng lại luôn. Đó, Đế quốc Mông Cổ rộng lớn nhất trên quả địa cầu này. Sau khi mà rộng lớn như vậy thì đế quốc dần dần tan rã và co cụm lại với nhiều sự phân hóa. Ở đây là phần các đồ cổ. Nhưng mà hình như họ không có cho quay hình nên chỉ đứng quay tổng quát thôi nha. Đây là đồ cổ. Ở đây là có các đồ trang sức thời xưa của Mông Cổ. Nhưng ở đây họ không cho tôi quay phim, tôi quay lén thôi. Ở đây có một cái hòm mà chôn người thượng lưu của Mông Cổ hồi xưa. Đây thấy hình người nộm. Và họ chôn ở dưới tầng sâu thẳm. Đây là hòm bằng lông trừu nha. Ở lòng sâu thẳm nhất. Cây cứng đưa qua. Ông được chôn với rất là nhiều đồ trang sức phẩm vật ở đây. Đây là một người quý phái, một người lính của Mông Cổ hồi xưa. Vàng bạc được chôn theo. Hồi xưa các vị hãn ở trong lều ngồi như vậy đó, các vị vương ngồi trong lều như thế. Ở đây có tầng 6 có bảo tàng viện, khu vực ở ngoài. Khu vực ở ngoài đây có bán nước. Khu vực hình ảnh các vị hãn của Mông Cổ ở đây, ở tầng 6. Họ trưng bày hình ảnh các vị hãn ở đây. Bảo tàng thành các tư hãn lên tới lần 7. Và đây là lầu 7. Đây là tầng 8 của bảo tàng. Đây là nhà lều của Mông Cổ, làm bằng các da trừu, da dê, da ngựa vân vân. Nhà lều của Mông Cổ kiểu như thế này đây. Kiên ơi, dạ. Ở đằng sau mình á, Kiên biết là gì không? À, tòa nhà cao đó là thành. À, đó là tòa nhà của thành phố nào vậy? Ulaanbaatar, thủ đô của nước Mongolia. Mình đang ở trong tòa nhà mà bảo tàng viện ở đây đúng không? Kiên thấy đi thăm mấy cái hình ảnh gì đó
nào là mấy ông vua hồi xưa, mấy ông hãn, rồi áo quần của họ toàn là da trừu, da dê, đủ thứ hết, hay không? Không hay hả? Chán không? Nó rách quá trời luôn. Nó rách là tại đồ, nó bao nhiêu trăm năm rồi. Nhưng mà mình đi mình học hỏi, mình thấy cái đế quốc của nó lan rộng ra lớn, thật là lớn, thấy hay không? À đúng rồi. Rồi Kiên có thấy có một cái ông mà ông chôn xuống sâu dưới lòng đất, ở trong cái hòm mà da trừ đó, lạ không? Chứ không thấy cũng lạ nữa cơ. Rồi theo Kiên thì Kiên đi như vậy Kiên có thích không? Học hỏi hơi thích hả? Học hỏi được nhiều điều không? À rất ít luôn, thôi vậy thôi. Mình ít nhất là mình đi mà biết một số đi. Biết là Kiên thấy rằng là nó chán là tại vì nó nhiều quá ha. Nhiều thứ nói quá mà. Thôi nhưng mà mình học hỏi một cái là người ta có tranh đấu, người ta là một dân tộc, người ta đã phát triển lên thành một đế quốc lạ lùng thiệt ha. Thôi cảm ơn Kiên nhiều nha. Hôm nay đi chơi Bác Hùng vui không? Đi Bác Hùng thì vui ha. Bác Hùng thì chọc đủ thứ hết ha. Kiên học được cái chiêu xin lỗi sao rồi nên. À, xin lỗi cái cùi lõi ha. Vậy là vui rồi nha. Cảm ơn Kiên nha. Vậy là Kiên xem thấy cái chương trình này sẽ được chiếu ở trên kênh đó. Được không? Được. Vui á nha. Rồi, đậu rồi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Chúng tôi đi bảo tàng Thành Cát Tư Hãn ở tại thành phố Ulaanbaatar. Xong rồi. Hai bác cháu đang ngồi nói chuyện chơi vui vậy thôi. Uống nước thì mấy người đang uống nước. Đây bảo tàng đây. Và đằng sau là thành phố, đúng không? Kiên thấy mình đứng ở trên cao, mình nhìn tới nè, nhìn xuống nè, thấy không? Đúng rồi. Đó. Đây là thành phố Ulaanbaatar nè, nhìn ra ngoài nè. Nhìn lên trên sườn đồi luôn kìa. Đẹp quá trời là đẹp. Mình nhìn xuống dưới mình thấy người đi nè, thấy không Kiên ha? Thấy không? Đó. Nhưng mà ở đây mình có mặt kiến mà đâu có té ra ngoài đâu, đừng có lo. Còn nếu đã cái mặt quá vỡ thì không có vỡ đâu kìa. Kiến cường lực mà đúng không? Không. Vậy nó kiến bình thường mà. Kiến này là kiến cứng mà con. Kiến này là kiến chống đạn luôn đó. Trời. Ừ, đúng vậy đó. Kiến chống đạn ở cái bố đập của ông bể. Đúng vậy. Và chiều nay để cho Kiên thấy chương trình này, Kiên có lên chương trình đàng hoàng phải không? Bây giờ mọi người đi về khách sạn tham quan vui vẻ rồi. Chúng tôi đã thăm bảo tàng Thành Cát Tư Hãn xong rồi. Bây giờ đi về khách sạn. Trời nắng nhưng mà đứng vào trong mát thì rất là mát. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.